Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn một kèo Arab nhận được 200 triệu đồng token Latit Alien. Một số thông tin về đồng token này. Thứ tổng cộng phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 1.752 tài khoản hao đâu và đã phát sinh 3.754 lượt giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website của Arab.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Surrealet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamarrot.net. Truy cập vào bước 2, nhận token. Rồi, sau khi mở lên thì để truy cập vào web thì nó bắt cái đôi ví thì các bạn nhấp tiếp theo vào cái đôi ví của bạn nhé. Rồi sau khi đã cái đôi ví đây thì các bạn quay trở và các bạn kéo xuống phần dưới này cho mình. Chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc vào 40 ngày nữa. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua với min là 0,01 BLB thì các bạn có thể vào đây mua để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản. Còn nếu mà muốn bạn muốn clam bất thí thì ra thì bạn nhấp vào đây clam airdrop đấy, yêu cầu airdrop đây thì cái phí ra là 0,000592 BLB. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi anh airdrop chương trình nó đang được xử lý đây thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam airdrop.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nha. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Remetalo, MXC, OKX, Huobi, nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn có thể vào đây để đăng ký nha. Bạn đăng ký ngay tài khoản sàn giao dịch Binance để hưởng 1% giao dịch trọn đời nhé. Các bạn kết vào đợt dô vào đây để đăng ký nha. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 200 triệu đồng token Latit Alien. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Rồi, video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.